pháp bảo quy như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màng vô minh, hóa tan lầm lạc dụng sinh, đầy dòng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô số bát tá sát sao quốc cô xích kha số ca mô quốc ca thông bát xích kha cô niệm đà bát sân sa đi ha na đã rù quá rù hoàn đà mã hành tăng đã ra phù cha này giáo cần tăng bảo thinh văn vật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần sa lìa theo pháp phàm nhân ai vì con xin đảnh lễ tăng thi đáng cho công chúng nhớ vì cúng dường. Ta thành hạ tây gia tê chê na sê kha mê ê tu a tha nàng ta sa bi a nu qua về na sa hạ sa dê na sê chật tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Còn cảnh dương ân đức tam bảo đã xong, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 372. Câu đầu tiên: Natthicca nang appanyassa, Natthicca nang appanyassa, Natthicca nang appanyassa. Câu số 2: Banyanatthi accayato. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Natthicca nang appanyassa banyanatthi accayato. Natthicca nang appanyassa banyanatthi accayato. Natthicca nang appanyassa banyanatthi accayato. Bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4. Yam hi cha nang cha panya cha, yam hi cha nang apanya cha, yam hi cha nang cha panya cha. Và câu số 4: Sa we nipa na san tike. Sa-we-nip-ba-na-san-ti-ke. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Yam-hi-cha-nang-cha-pa-nya-cha. Sa-we-nip-ba-na-san-ti-ke. Yam-hi-cha-nang-cha-pa-nya-cha. Sa-we-nip-ba-na-san-ti-ke. Yam hi cha nang cha panya cha sa we nip ba na san ti ke. Như vậy thì bây giờ chúng ta ôn lại ha, theo giọng kinh. Natthicca nang appanyassa banyanatthi accayato. Yam hi cha nang cha panya cha sa we nip ba na san ti ke. Natthicca nang appanyassa banyanatthi accayato. Yam hi cha nang cha panya cha sa we nibbana santike. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai: Natthicca nang appanyassa banyanatthi accayato. Yam hi cha nang cha panya cha sa we nibbana santike. Natthicca nang appanyassa banyanatthi accayato. Yam hi cha nang cha panya cha sa we nibbana santike. Như vậy thì giọng kinh chúng ta có hai cách đọc ha. Quý vị muốn đọc theo
giọng nào cũng được. Đây là một bài đọc giọng kinh dễ. Và về cuối câu số 2, đó là trường âm, chúng ta có thể dừng lại đó. Còn nếu quý vị cảm thấy khả năng có thể đọc nguyên một câu thì làm luôn đi. Bây giờ qua giọng kệ, bài này 8 từ thì chúng ta thấy giọng kệ rất dễ, không khó. Na thi cha nam a panyan sa panyana thi a cha ya tu yam hi cha nam ya panya cha sa we sat nipa na sam ti ke na thi cha nam a panyan sa panyana thi a cha gia tổ dẫm hi cha năng cha văn nhà cha sa vê ni ba na san ti kệ na thi cha năng a văn nhà sa văn nhà na thi a cha gia tổ dẫm hi cha năng a văn nhà cha sa vê ni ba na san ti kệ. Không trí tuệ không thiền, không thiền không trí tuệ. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Một câu chúng mình đọc ba lần, hai câu cũng đọc ba lần, và nguyên bài cũng đọc ba lần. Chắc quý vị đã nắm rõ ha, trường âm đoạn âm. Rồi, thấy hai bàn tay đưa lên, xin mời. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 372. Cảm ơn 1, 2, 3, 4, 5. Năm quý vị ơi, như cô Thanh Hoàng, Tịnh Tâm, Hồng Thị Kim Nhung, Hồng Mai, Thiện Vũ. Cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh nghe rõ. Vậy bốn người nhiều quá rồi, không có trục trặc. Bữa nay sửa đổi cái khúc speaker, không có nghe ghè 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 nữa. Dạ con xin trả bài sư. Kinh Pháp Cú câu 372. Nát thí cha năng áp hành nhát sáp hành nhà nát thí á cha gia tổ dâm hí cha năng chấp hành nhà cha sa huệ nít bà na san thí khề. Nát thí cha năng áp hành nhát sáp hành nhà nát thí á cha gia tổ dâm hí cha năng chấp hành nhà cha sa huệ nít bà na san thí khề. Nát thi cha năng áp hành nhát sáp hành nhà nát thi á cha giá tô. Phân tích câu 1, câu 2. Nát trường âm nhắn, thí đoạn âm, cha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, phanh nát hai trường âm nhắn, xá đoạn âm. Phanh trường âm nhắn, nha trường âm thông thường, nát trường âm nhắn, thí á hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, giá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Nát thí cha năng áp hành nhát sáp hành nhà nát thí á cha giá tô. Câu 3, câu 4. Dâm thí cha năng chấp hành nhà cha sa huệ nít bà ná sân thí khề. Dâm trường âm nhắn hí đoạn âm, cha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, phanh trường âm nhắn, nha trường âm thông thường, chá đoạn âm, xá đoạn âm, quê trường âm thông thường, nếp trường âm nhắn, ba trường âm thông thường, ná đoạn âm, săn trường âm nhắn, tí đoạn âm, kê trường âm thông thường. Dâm hí cha năng chấp hành nhà chá sáu quê nếp bà ná săn tiết hề. Đọc lại nguyên bài. Nát thi cha năng áp hành nhát sáp hành nhà nát thi á cha giá tô dâm hí cha năng chấp hành nhà cha sáu huệ nít bà ná sằng tiết hề.
nát thí cha nành nát thí cha nặng áp hành nhát sáp hành nhà nát thí á cha giá tổ dầm thí cha nặng cháp hành nhà cha sáu quê nếp bà nát sẵn thí khề nát thí cha nặng áp hành nhát sáp hành nhà nát thí á cha giá tổ dầm thí cha nặng cháp hành nhà cha sáu quê nếp bà nát sẵn thí khề nạc thi cha nắng a phanh nhát sa phanh nhà nạc thi a cha gia tổ dầm hi cha nắng cha phanh nhà cha sa quê nếp ba na sang hi khe không trí tuệ không thiền không thiền không trí tuệ người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Còn có sai xin chưa sửa nha sư. Trời ơi, không thấy không cho cái nào chắc chết rồi. Xin cảm ơn quý vị đã cho bông hoa ha. Xin mời quý vị khác kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết được tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cũng xin trả bài câu pháp cú 372. Dạ. Cảm ơn cô Tâm Hạnh cho bài học. Nát thi cha năng a bành nhát sa bành nhà nát thi a cha giác tô dầm hi cha năng cha bành nhà cha sa huệ nếp ba na san tí kê. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Nát âm nhấn, thí đoạn âm, cha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, bành nhát hai trường âm, nhấn xá đoạn âm, banh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, thí á hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, giá đoạn âm, tô trường âm thông thường, dâm trường âm nhấn, hí đoạn âm, cha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con quên, con leo qua câu 3 rồi, con xin đọc lại câu 1 này. Nát thi cha năng a mạt bành nhát sa bành nhà nát thi a cha giá tô nát thi cha năng a bành nhát sa bành nhà nát thi a cha giá tô. Dạ con phân tích câu 3 và câu 4. Dâm trường âm nhấn, hí đoạn âm, cha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha đoạn âm, banh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá xá hai đoạn âm, quê trường âm thông thường, nếp trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, ná đoạn âm, san trường âm nhấn, tí đoạn âm và kê trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại hai câu 3 và 4. Dầm hi cha năng cha bành nhà cha sa huệ nếp ba na san thi kê. Con đọc lại hết bài. Nát thi cha năng a bành nhát sa bành nhà nát thi a cha gia tô. Dầm hi cha năng cha bành nhà cha sa huệ nếp ba na san thi kê. Nát thi cha năng a bành nhát sa bành nhà nát thi a cha gia tô dầm hi cha năng cha bành nhà cha sa huệ nếp ba na san tí kê. Không trí tuệ không thiền, không thiền không trí tuệ, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con cũng xin kể. Nạt
thị cha năng à bân nhát xa bân nha nát thi à cha ya tô dầm hỷ cha năng cha bân nha cha xa quê nếp ba nà san ti kê nạt thị cha năng à bánh nhát xa bánh nha nạt thi à cha ya tô dầm mỹ cha năng cha bánh nha cha xa quê nếp ba nà san thi kê. Dạ con xin hết. Con có chỗ nào sai xin Ngài sửa cho con. Dạ con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con kính mời người kế tiếp. Dạ thưa con, kính đảnh lễ ban ngôi tâm bảo. Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và quý bà, quý cô tu nữ. Và con xin chào đạo tràng. Con đọc bài. Nát thi cha năng a pan nha sa pan nha nát thi a cha ya to yang hi cha năng cha pan nha cha sa we ni ba na sang thi ke nát thi cha năng a pan nha sa pan nha nát thi a cha ya to hi cha năng cha pan nha cha sa we ni ba na sang ti ke na thi cha năng a pan nha sa pan nha na thi a cha ya to yang hi cha năng cha pan nha cha sa we ni ba na sang ti ke. Con phân tích đoạn 1 đoạn 2. Na thi cha năng a pan nha sa pan nha na thi a cha ya to nát trường âm nhấn thí đoạn âm cha trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm á đoạn âm băng trường âm nhấn nhá trường âm nhấn xá đoạn âm băng trường âm nhấn nha trường âm thông thường nát trường âm nhấn thí đoạn âm á đoạn âm cha trường âm thông thường giá đoạn âm tô trường âm thông thường nát thi cha năng a pan nhã sa pan nhà nát thi a cha ya tô đoạn 3 đoạn 4 dân hi cha năng cha pan nhà cha sa we ni pa na sang ti kê dân trường âm nhấn hi đoạn âm cha trường âm thông thường năng trường âm giọng đọc theo giọng nguyên âm chá đoạn âm pan trường âm nhấn nha trường âm thông thường chá đoạn âm xá đoạn âm quê trường âm thông thường nít trường âm nhẫn ba trường âm thông thường nát đoạn âm sang trường âm nhấn tí đoạn âm kê trường âm thông thường dần hi cha nành cha pan nhà cha sa quê nít bà ná sang tí kê na thi cha năng a pan nha sa pan nha na thi a cha ya tu yang hi cha năng cha pan nha cha sa we ni ba na san ti ke. Dạ thưa con xin cảm ơn Ngài, nếu có gì Ngài sửa và con cảm ơn đạo tràng. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thanh Hoàng, Thiện Vũ. Cảm ơn Tịnh Tâm, Hồng Mai và Tina Nguyễn cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú 372 ạ. Nát thi cha năng a bành nha sa bành nha nát thi a cha gia tô yam hi cha năng cha bành nha cha sa quê nít bà na sang ti kê. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ.
Nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, banh, nhát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí, á là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Nát thi cha năng á bành nha sa bành nha nát thi á cha giá tô. Câu 3 và câu 4. Dâm là trường âm nhấn, hí đoạn âm, cha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, xá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, níp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, kê là trường âm thông thường. Yam hi cha năng cha bành nhà cha sa quê níp ba na sang tí kê. Nát thi cha năng á bành nhà sa bành nhà nát thi á cha gia tô yam hi cha năng cha bành nhà cha sa quê níp ba na sang tí kê. Nát thi cha năng á bành nhà sa bành nhà nát thi á cha gia tô. Dầm hi cha năng cha bành na cha bành nha cha sa quê ni ba na sang ti kê. Na ti cha năng a bành nha sa bành nha na ti a cha gia tu. Dầm hi cha năng cha bành nha cha sa quê ni ba na sang ti kê. Không trí tuệ không thiền, không thiền không trí tuệ, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn, là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ cảm ơn Tâm Hạnh, cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ xin mời bạn kế tiếp, xin mời Giang Nhật Hạ. Dạ Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài câu pháp cú 372. Nát thi cha năng á bành nhát sa bành nhà nát thi á cha giác tô. Dầm hi cha năng cha bành nhà cha sa quê níp bà nát san tí kê. Nát thi cha năng áp bàn nhát sa bàn nhà nát thi á cha giác tô dầm hi cha năng cha bàn nhà cha sa quê níp bà nát san tí kê. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Nát thi cha năng áp bàn nhát sa bàn nhà nát thi á cha giác tô. Dạ nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, banh, nhát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí, á là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Nát thi cha năng áp bành nhát sa bành nhà nát thi á cha giác tô. Dạ câu số 3 và câu số 4. Dầm hi cha năng cha bành nhà cha sa quê níp bà nát san tí kê. Dạ dầm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, chá, xá là hai đoạn âm, quê là trường âm thông thường, níp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, kê là
là trường âm thông thường. Dâm hi cha năng cha bành nhà cha sa quê nếp bà na san tí kê. Dạ, con xin đọc lại ạ. Na thi cha năng á bành nhát sa bành nhà na thi á cha giá tô dâm hi cha năng cha bành nhà cha sa quê nếp bà na san tí kê. Không trí tuệ, không thiền. Không thiền, không trí tuệ. Người có thiền, có tuệ, nhất định gần Niết Bàn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nathi cha năng abanya sa panya nathi achaya to yam hi cha năng cha banya cha sa venipa na santi ke Nathi cha năng abanya sa banya nathi achaya to yam hi cha năng cha ban nhà sa sa quê ni pa nhà san ti kê. Dạ, con đã đọc xong, có sai con nhờ sư sửa giùm cho con. Dạ, con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài và mời Sis Thiện Vũ à. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 372. Nati cha năng a thành nhã sa thành nhà nati a cha ya to yam hi cha năng cha thành nhà cha sa về nip ba na thành ti kê. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Nát trường âm nhấn, thí đoạn âm, cha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, thanh, nhát, hai trường âm nhấn, tá, đoạn âm, thanh, trường âm nhấn, nha, trường âm thông thường, nát, trường âm nhấn, thí, á, hai đoạn âm, cha, trường âm thông thường, giá, đoạn âm, tô, trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Nát ti cha năng áp thành nhát sát thành nhà, nát ti á cha giá tô. Con xin phân tích câu 3, câu bùa 4. Dâm, trường âm nhấn. Thí, bản âm. Cha, trường âm thông thường. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá, bản âm. Thanh, trường âm nhấn. Nha, trường âm thông thường. Chá, bản âm. Tá, bản âm. Vê, trường âm thông thường. Nít, trường âm nhấn. Ba, trường âm thông thường. Ná, bản âm, xanh, trường âm nhấn, tí, bản âm, kê, trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Dâm hi cha năng cha thành nhà cha sát về nít ba na xanh tí kê. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 372. Nát thi cha năng a thành nhát sát thành nhà nát thi a cha gia tô. Dâm hi cha năng cha thành nhà cha sát về nít ba na sanh tí kê. Nạt thì cha năng a thành nhát sa thành nhà nạt thì a cha gia tô. Dâm hi cha năng cha bành nhà cha sa về nít ba na sanh tí kê. Không trí tuệ, không thiền, không thiền, không trí tuệ, người có thiền, có tuệ, nhất định gần Niết Bàn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức và Quý Chư Tăng, con kính lễ các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng và cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú 372. Nát thí cha năng áp tành nhát sát tành nhà nát thí á cha giá tồ dầm thí cha năng cha tành nhà cha sa về nít bà nát sàn tí kề. Nát thí cha năng áp tành nhát sát tành nhà nát thí á cha giá tồ dầm thí cha năng cha tành nhà cha sa về nít bà nát sàn tí kề. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2.
nát thi cha nàng áp bành nhát sắp bành nhà nát thi áp cha giá tô. Nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, tanh nhát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, tanh trường âm nhấn, gia trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, thí á hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, giá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Nát thi cha nàng áp bành nhát sắp bành nhà nát thi áp cha giá tổ. Dạ, con đức câu 3 và câu 4. Nhằm thi cha nàng chắp bành nhà chắp sâu về nít bà nát sàm thi kề. Dâm trường âm nhấn, thí là đoạn âm, cha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, tăng trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, chá đoạn âm, xá đoạn âm, quê trường âm thông thường, nít trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, ná đoạn âm, sam trường âm nhấn, tiếp đoạn âm, kê trường âm thông thường. Nhâm hít cha nằm chất tành nhà chất sơ quê nít bà nát sàn tiết kê. Dạ con xin đọc lại câu 372. Nát thi cha nằm áp tành nhát sắp tành nhà nát thi áp cha giá tổ dầm thi cha nằm chát tành nhà chát sao về nít bà nát sàn tích kề. Không trí tuệ không thiền, không thiền không trí tuệ, người có thiền có tuệ nhất định gần nít bàn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ ạ. Nát thi cha nắng áp tành nhát xa tành nhà nát thi a cha ya to yam ni cha nan cha panya cha sa we ni pa na san ti ke na ti cha nan a panya sa panya na thi a cha ya to yam ni cha nan cha panya cha sa we ni pa na san ti ke. Dạ con đã đọc và phân xong và dạ, có gì sai xin nhờ sư sửa giùm con. Xin cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin xuống nhất xin nhìn cho việc kế tiếp ạ. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính lễ quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài Kinh Vú 372. Ná thí cha nằng á bành nhà xá bành nhà ná thí á cha giá tồ dầm hí cha nằng chá bành nhà chá xá quê nít bà ná sành tí khề. Ná thí cha nằng á bành nhà xá bành nhà ná thí á trà giá tồ dần hí trà nằng chá bành nhà chá xá quê nít bà ná sành tí khề. Dạ con xin đọc câu số 1 và câu 2 và phân tích luôn ạ. Ná thí trà nằng á bành nhà xá bành nhà ná thí á trà giá tồ. Ná thí cha nằng á bành nhà xá bành nhà ná thí á cha giá tồ. Ná là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, bành nhá là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bành là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, ná là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, á là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Ná thí cha nằng á bành nhà ná á bành nhà xá bành nhà ná thí á trà giá tồ. Ná thí bành nằng á bành nhà xá bành nhà ná tí á trành xá tồ.
Con xin đọc câu số 3 và câu số 4 và phân tích luôn ạ. Dâm hí cha năng chá bành nhà chá xá quê nít bà ná sành tí kề. Dâm hí cha năng chá bành nhà chá bành nhà chá xá quê nít bà ná sành tí kề. Dâm, dâm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, văn là trường âm nhấn, nhà là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, xá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, nếp là trường âm nhấn, bà, ba là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, xanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, khê là trường âm thông thường. Ná thí trà nằng á bành nhà xá bành nhà ná thí át trà giá tô dầm hí trà nằng chá bành nhà chá xá quề nít bà ná sành tí khê. Ná thí bành nằng á bành nhà xá bành nhà ná thí á trà giá tô bành dầm hí chà nàng chá bành nhà chá xá quề nít bà ná sành tí khề. Không không trí tuệ không thiền, không thiền không trí tuệ, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Bản dịch do Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ con cũng xin kệ. Na thi ya nắng a bành nha sa bành nha na thi a cha ya to dâm hi cha nắng cha bành nha cha sa quê ni pa na san ti khe. Dạ con xin xuống mít. Dạ con xin sư chỉ dẫn, nếu mà con có sai xin đạo tràng chỉ chỉnh sửa và giùm cho con. Dạ con kính cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bót bài. Dạ con xin nhường vị kế tiếp ạ. Na thi cha năng apan na se pa nya na thi a cha ya to dạ thưa có nghe con không ạ? Dạ xin nha, con xin phân tách hai câu đầu ạ. Nát là trường âm nhấn, thi là đoạn âm, cha năng là cha là trường âm thông thường, năng là trường âm mà đọc theo giọng nguyên âm. A pang na se, a là trường âm đoạn âm, năng là trường âm nhấn, nas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm. Pan nha, pan là trường âm nhấn, na là trường âm thông thường, na thí, na là trường âm nhấn, thí là đoạn âm. A cha wa to, a là đoạn âm,
Cha là trường âm thông thường, Gia là trường là đoạn âm, Tô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc câu số 3 với số 4 ạ. Yam hi chanang cha panya cha sa ve nabina santike. Yam hi, yam là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, pan nha là pan là trường âm nhấn, na là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, sa quế là sa là đoạn âm, quế quê là trường âm thông thường. Nip ba na sang ti kê. Nip là trường âm nhấn. Ba là trường âm thông thường. Ná là đoạn âm. Sang là trường âm nhấn. Tí là đoạn âm. Kê là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại cả bốn câu ạ. Na thi cha năng a pang na na se panya mati a cha ya to yam hi cha năng cha pan na cha sa ve na ban na san ti ke. Không trí tuệ, không thiền, không thiền, không trí tuệ. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Con xin hết ạ. Con xin sư và các và đạo tràng sửa cho con nếu con đã đọc sai ạ. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng. Cảm ơn sư Trí Đức ạ. Alo 123 123. Sa thú xích hải. Chỉ cả hai phân tích rất là chuẩn à. Nhưng mà ở đây có một từ chữ banh nha. GN này chúng ta đọc là chữ nhờ, chữ nhờ ha. Banh nha trong và banh na ha. Chữ trí tuệ xích hải đọc là banh na, nhưng mà nó phải đọc là banh nha à. Chỉ có sai cái từ này thôi. Rất là tuyệt vời, Thích Hải mới đến nhưng mà phân tích vậy là chuẩn lắm. Chỉ có sai cái từ, cái giọng đọc là banh nha trong và banh na ha. Rồi xa thủ Thích Hải thì mời chức lâm mùa xuân. Dạ con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 372. Nát thi cha năng áp ban nhát sa ban nhà nát thi a cha giác tô nát thi cha năng áp ban nhát sa ban nhà nát thi a cha giác tô. Nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, nhát trường âm nhấn, xá đoạn âm, banh trường âm nhấn, nhà trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, thí á hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, giá đoạn âm, tô trường âm đọc theo trường âm thông thường. Nát thi cha năng a bành nhát sa ban, nên đọc lại. Nát thi cha năng a bành nhát sa ban nhà nát thi a cha giác tô. Dầm hi cha nằng cha bành nhà cha xa quê nếp bà
nát sằng tí kề dầm hi chà nằng cha bành nhà cha xa quê nếp bà nát sằng tí kề nếp bà nát sằng tí kề dầm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, cha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, tanh trường âm nhấn, nhà trường âm thông thường, chá xá hai đoạn âm, quê trường âm thông thường, nếp trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, ná đoạn âm, xăng trường âm nhấn, tí đoạn âm, kê trường âm thông thường. Dầm hi chà nằng cha bành nhà cha xa quê nếp bà nát sằng tí kề nát thi chà nằng a bành nhá xa bành nhà nát thi a chà giá tù. Dầm hi chà nằng cha bành nhà cha xa quê nếp bà nát sằng tí kề nát thi chà nằng a bành nhá sa bành nhà nát thi a chà giá tù dầm hi chà nằng cha bành nhá chà một con lật lộn chỗ này dầm hi chà nằng cha bành nhà cha sa quê nếp bà nát sằng tí kề nát thi chà nằng a bành nhá sa bành nhà nát thi a chà gia tù dầm hi chà nằng cha bành nhà cha sa quê nếp bà nát sằng tí kề nát thi chà nằng a bành nhà sa bành nhà nát thi a chà gia tù dầm hi chà nằng cha bành nhà cha sa quê nếp ba na sang ti kề. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 372 ạ. Na thi trà nằng a bành nha sa bành nhà na thi a trà gia tổ chầm hi dằng hi trà nành cha bành nha cha sa quê nít bà na sầm ti kệ na thi trà nằng a bành nha sa bành nhà na thi a trà gia tổ chầm hi trà nành cha bành nhà cha sa quê nít bà na sầm ti kệ na thi trà nằng a bành nha sa bành nhà na thi a trà gia tổ. Con xin phân tích câu 1 câu 2 ạ. Ná là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, bành nhá là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm ạ. Bành là trường âm nhấn, na là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí á là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường ạ. Câu 3, câu 4 ạ. Dầm hi trà nằng cha bành nhà cha sa quê nếp bà na sàn ti kệ. Dăng là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, panh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, chá là đoạn âm ạ. Chá, xá là hai đoạn âm ạ. Quê là trường âm thông thường, nít là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm và kê là trường âm thông thường ạ. Dạ con xin đọc lại cả bài. Na thi trà nàng a bành nha sa bành nhà na thi a trà gia tổ dầm hi trà nàng cha bành nhà cha sa quê nít bà na sàn ti kệ na thi trà nàng a bành nha sa bành nhà bành nhà na thi a trà gia tổ dầm hi trà nành cha bành nhà cha sa quê nít bà na sàn ti kệ không trí tuệ không thiền không thiền không trí tuệ
Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Đây là bản dịch. Đây là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin kể. Na thi cha nang a panh nha sa panh nha na thi a cha ya to yam hi cha nang cha panh nha cha sa ve ni pa na san ti ke na thi cha nang a panh nha sa panh nha na thi a cha ya to chạm hi cha nánh cha bánh nhà cha sa quê ni ba na san ti kề. Dạ con xin hết ạ. Con sai, con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con xin xuống mic ạ. Xin mời niệm từ ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đầu tràng. Con kính lễ sư Trí Đức. Con kính lễ với bà với cô tu nữ và con kính chào đầu tràng. Và cảm ơn đầu tràng Kim Nhung, Tịnh Tâm, Thanh Vũ, Thanh Hoàng đã xuất nhập bình cho biết âm thanh rõ. Và con xin đọc và phân tích câu pháp cú 372. Nati cha nang apanyasa panya nati acha yato yam hi cha nang cha panya cha sa we nipana santi ke. Và con phân tích câu số 1 và câu số 2. Nati cha nang apanyasa panya nati acha yato nati cha nang apanyasa panya nati thi acha yato. Và câu số 1. Nát là trường âm nhấn, thi nát là trường âm nhấn, thi là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, pan nát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm. Và câu số 2. Pan là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, chí á là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Dâm hí cha năng cha bần nhà cha sa về nít bà na san tí kề. Câu số 3. Dâm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, năng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, văn là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, xá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, nít là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, và kê là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại bốn câu. Nati cha nang apanyasa panya nati acha yato yam hi cha nang cha panya cha sa we nipana santike. Nati cha nang apanyasa panya nati acha yato yam hi cha nang cha panya cha sa we nipana santike. Không trí tuệ, không thiền, không thiền, không trí tuệ. Người có thiền, có tuệ, nhất định gần niết bàn. Và con xin kệ câu pháp cú 372. Nati cha nang apanyasa panya nati acaya to yam hi cha nang cha panya cha sawe nipana santike. Dạ, con đã phân tích cho con đã đọc xong, con có sai năm này sửa cho mình con ạ. Con kính cảm ơn đầu tràng. Và bây giờ xin mời bàn tay của sư khá. Nam mô Bích Tha Giá.
Alo. Dạ, con cảm ơn đạo tràng cho con biết nhiều. Nam mô Bụt Thà Ra, Nam mô Thầm Ma Ra, Nam mô Sang Khà Ra. Con kính bạch lễ thượng tọa Trí Đức cùng chư tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô độ, quý cô chú Phật tử trong tràng. Dạ, con xin sám hối đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 372. Nati cha lang abanya sapanya nati acha zato sam hi cha lang cha banya cha sa we ni ba na san ti ke. Nati cha lang abanya sapanya nati acha zato sam hi cha lang cha bày nhà cha sa quê nít bà la san tí kề. Nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, nhát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí, á là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, dăm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chán là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, xá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, níp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, săn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, kê là trường âm thông thường. Nati cha lang abanya sa banya nati acha zato dam hi cha lang cha banya cha sa we ni ba la san ti ke. Dạ, con đã đọc và phân tích xong ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con xin sám hối đạo tràng. Dạ, bây giờ con kính mời cô chú kế tiếp ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thà Ra. Con xin kính lễ sư Trí Đức, con xin kính lễ chư tôn đức, kính lễ quý cô tu nữ, xin kính chào tất cả các anh chị. Con xin được đọc câu 372. Nati cha nang a bèn nha sa bèn nha nati a cha ya to yam hi cha nang cha bèn nha cha sa ve nip ba na san ti ke. Nati cha nang a bèn nha sa bèn nha nati cha ya to. Con xin đọc lại. Bèn nha nati a cha ya to dầm hi cha nặng cha bèn nhà cha sa về nếp bà ná sàn ti kề. Con xin được phân tích. Nát là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, năng là trường đọc nguyên âm, á là đoạn âm, bèn là trường âm nhấn, nát nhát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bèn là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, khí á là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, dâm là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, ben là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, chá xá là hai đoạn âm, v là trường âm thông thường, níp là trường âm nhấn,
Ba là trường âm thông thường, Ná là đoạn âm, San là trường âm nhấn, Tí là đoạn âm, Kê là trường âm thông thường. Con xin đọc lại. Na thi cha nang a bèn nha sa bèn nha Na thi a cha gia tô Yam hi cha nang cha bèn nha cha sa về nít bà na san ti kê. Không trí tuệ không thiền, không thiền không trí tuệ, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Dạ con xin đọc xong ạ. Con xin xuống mới, xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha gia, Nam mô Tham Ma gia, Nam mô Sang Kha gia. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Thích Thiện Vũ, Thích Thành Hoàng, Thích Kim Nhung, ca Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ, còn vị nào chưa trả bài không? Kính mời bằng tay quý vị nha. Dạ, Nhật Quỳnh lặng lâu sâu nên cũng không biết vị nào trả bài chưa. Và cũng chưa trả bài, liếc liếc mắt thấy có xích tâm hạnh post bài rồi nên cũng yên tâm. Dạ, dạ Nam Mô Bụt Tha gia. Dạ, còn vị nào chưa trả bài xin phép trình. Còn Hà nữa hả? Hà ơi, có người kêu nè. Hà đâu? Đưa bằng của mình lên Hà ơi. Alo. Hà đâu rồi? Dạ con đây, đưa bàn tay lên, Nhật Quỳnh nhận mic nha. Để Nhật Quỳnh khóa sổ á. Dạ, Nam Mô Bụt Tha gia, Nam Mô Tham Ma gia, Nam Mô Sang Kha gia. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ cái gương của mình có nhiều polis sống cục. Dạ để con chào bạn. Na thi cha nang a bành na sa bành nhà na thi a cha gia tô dầm hi cha nang cha bành nhà cha sa quê nít bà na san ti kề. Na thi cha nang a bành na sa bành nhà na thi a cha gia tô na trường âm nhấn thí đoạn âm cha trường âm đọc theo giọng trường âm thông thường. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, bành trường âm nhấn, ná trường âm nhấn, xá đoạn âm, bành trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, ná trường âm nhấn, thí đoạn âm, á thí á hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, giá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Na thi cha nang a bành na sa bành nhà na thi a cha gia tô. Câu 34. Dâm hi cha nang cha bành nhà cha sa huệ ni bà na san ti kê. Dâm trường âm nhấn hí đoạn âm cha trường âm thông thường. Nang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cha đoạn âm bành trường âm nhấn. Nhà trường âm thông thường, chá đoạn âm, chá xá hai đoạn âm, quê trường âm thông thường, níp trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, ná đoạn âm, san trường âm nhấn, tí đoạn âm, kê trường âm thông thường. Dâm hí cha năng cha bành nhà cha sa quê níp bà ná san tí kê. Na thi cha nang a bành na sa bành nhà na thi a cha gia tô dâm hí cha nang cha bành nhà cha sa huệ niết bà na san ti kề. Dạ con xin kể. Na thi cha a bành na sa bành nhà na thi a cha gia tô dâm hí cha nang cha bành na cha sa huệ niết bà na san ti kề.
Dạ, con có xài xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con xin trao mic lại cho cô Như Quỳnh. Alo, đúng rồi, Sít Kim Nhung. Cũng giống như Sít Khải khi nãy, nhưng mà đây Sít Hà có lẫn lộn. Có khi đọc là Banh Nha, có khi đọc là Banh Ná. Thì câu đầu tiên á, Apanyasa, thì đây có nghĩa là không trí tuệ. Chữ Banh Nha câu số 2 là trí tuệ ha. Mà trước đó là không trí tuệ, Apanyasa. Nhưng mà Sít Hà đọc là Banh Ná, cũng giống như Sít Hải khi nãy ha. Nhưng mà sao thì chữ Banh Nha ha, Banh Nha Ná Thị A Cha Dạ Tố, rồi Dâm Hí Cha Năng Chắc Banh Nha Chắc, ở sau thì đọc Banh Nha đúng. Nhưng mà ở trước á thì A Banh Nha Sa, nhưng mà đọc A Banh Nha Sa. Đây là một cái sự phóng tông ha. Nó rõ ràng không trí tuệ không tiền ha. Tức là cái câu đầu tiên này là không có chú tâm vào, cho nên không có đọc nó bị phân tâm liền ha. Bởi vì thiền là một việc làm của tâm, mà tâm không có gắn chặt với cái đề mục, cho nên ở đây chữ Banh Nha ha, đọc là Banh Na. Ơi, cố gắng chỉnh ha, ở sau đúng nhưng mà trước sai. Rồi, bây giờ chúng ta có thể đi vào duyên sự được chưa? Có những vị đến nhưng mà bận công việc hay gì gì đó, không thể đưa tay, chúng ta cũng xí xái ha. Trên 10 người đọc mà như là có Sít Khải này, như vậy cũng thành công ha. Sít Khải vậy là cũng tiến bộ à. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại rồi đi vào duyên sự. Natthi cha nang appanyassa paññā natthi acchayato yam hi cha nang appanyā cassawe nibbāna sankhike. Đó là cái giọng kinh ha, hoặc là một cái giọng tiếp giọng kinh nè. Natthi cha nang appanyassa paññā natthi acchayato. Rồi, câu số 3, số 3 và câu số 4. Yam hi cha nang appanyā cassawe nibbāna sankhike. Quý vị thấy Sít số khá lúc khá ha. Đọc mà có sự phụ họa. Cho nên tới cái chỗ mà coi như cuối á, Nibbana Santike, nhưng mà số cá đọc không phải là như vậy. Quý vị có chú ý không? Nibbana Santike, Nibbana đọc Nibbana. Đó là giọng kinh ha. Nhưng mà bây giờ qua giọng kệ, giọng kệ thì quý vị thấy dễ đâu khó. Một câu tám từ, một câu tám từ. Natthi cha nang appanyassa natthi appanyā natthi acchayato yam hi cha nang appanyā cassawe nibbāna sankhike. Với cái giọng đọc cái này thì chúng ta thấy dễ không có khó ha. Tám từ thì chúng ta chia làm hai. Natthi cha nang appanyassa paññā natthi acchayato yam hi cha nang cha paññā cassawe nibbāna sankhike. Quý vị thấy giọng kệ thì nó dễ hơn giọng kinh ha. Nhưng mà nhiều khi chúng ta thiên qua giọng kệ nhiều quá, rồi giọng kinh trường âm
đoạn âm à, chúng ta bị rối ha. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa tư vấn của câu Phật ngôn 372. Câu Phật ngôn 372 câu đầu tiên: Natthi cha nang appanyassa. Câu này chúng ta thấy có ba từ. À, từ đầu tiên là natthi, hai là cha nang, thứ ba là appanyassa. Chữ natthi do hai từ cộng lại, chữ na cộng với atthi, na là không, atthi là có, và nó biến thành chữ natthi, không có. Natthi là không có. Từ thứ hai, cha năng. Cha năng do cái từ cha na, nó là một danh từ trung tính, akrantanapung sakalinga. Và chữ cha na này được chia theo đối cách đối tỷ giá quỷ phát thi ai cao quay trần á, cho nên cha ná biến thành cha năng. Cha năng có nghĩa là thiền, thiền. Và nát thi cha năng là không có thiền. Rồi sao? Appanyassa, appanyassa, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á ở phía trước có nghĩa là không. Rồi chữ panyasa do cái từ panya, panya là một danh từ nữ tính, à karan ta ithilinga. Panya có nghĩa là trí tuệ, nhưng mà chữ panya này nó được chia theo sở hữu cách số ít, chati vipatti ekavachana, cho nên panya biến thành panyasa. Panyasa là của người không có trí tuệ, bởi vì nó có chữ a phía trước. Appanyasa là của người không có trí tuệ. Vậy thì câu đầu tiên này, câu đầu tiên này, natthi cha nang appanyassa, không có thiền đối với người không có trí tuệ. Không có thiền đối với người không có trí tuệ. Câu số 2, Panya natthi acchaya to, Panya natthi acchaya to. Câu số 2 chúng ta cũng có ba từ. Panya thì trí tuệ, chúng ta biết là ha, natthi là không có ha. Rồi cái từ trong câu số 2 này tức là acchaya to. Acchaya to, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á ở phía trước, cha gia tô do cái từ cha gia, do từ cha gia, à nó là một danh từ trung tính ha, akrantanapung sakalinga. Nhưng mà cha gia nó được chia theo sở hữu các số ít, à cha thi vipatti ekavachana, cho nên à chỉ cha gia tô, à đó là cái chia của sở hữu cách. Nhưng mà phía trước nó có một cái từ phủ định a, acchaya tô, tức là đối với người không tham thiện, đối với người không tham thiện. Vậy thì câu số 2 này, panya nát thi acchaya to, panya natthi acchaya to, không có tuệ đối với người không tham thiền. Panya natthi là không có trí tuệ,
Acharya Tô, đối với người không có tham thiền. Tham thiền á, chơi đừng có nghe, không rõ rồi biết là tham tiền ở trong này nữa, chết luôn. À, đúng rồi. Và câu số 3, dâm hí cha năng, dâm hí cha năng chắc. Câu số 3, dâm hí cha năng chắc bần nhà chắc, dâm hí cha năng chắc bần nhà chắc. Chữ dâm hí, đây là một đại từ quan hệ nam tính, do cái đại từ giá. Nhưng mà đại từ giá này được chia theo định sơ cấp, định sơ cấp số ít, chữ giá biến thành chữ dâm hí. Định sơ cấp có số ít thì có ba. Ê, âm hí asmin, thì ở đây sử dụng âm hí. Dâm hí có nghĩa là ở người nào. Dâm hí là ở người nào. Rồi, chỉ cha năng là thiền, chá là hòa, văn nha là trí tuệ. Thì ở trên đã có rồi ha. Chữ cha năng là thiền, chá là và, văn nha là trí tuệ. Vậy thì câu số 3 này rất là gọn. Dâm hí cha năng chá văn nha chá. Ở người nào có thiền và có trí tuệ. Câu số 3 ở trên có rồi. Bây giờ chát đây làm cái gì nữa? Câu số 3, ở người nào có thiền và trí tuệ. Đó là ý nghĩa câu số 3. Rồi, câu số 4. Câu số 4. Sa huệ nếp bà na san tí kề, sa huệ nếp bà na san tí kề. Chữ sa huệ quả nhiên, sa là người ấy ha, sa là người ấy. Người ấy ám chỉ là người có thiền và có trí tuệ, do cái đại từ giá ha. Chữ xá là người ấy, chữ quê là quả nhiên, thật sự, quả thật, đúng vậy, chữ quê. Và từ thứ ba, sinh nhật Quỳnh Quế quá, chắc không kịp, lúng túng à. Xá là người ấy, quê quả nhiên, quả thật đúng vậy rồi. Niết bàn nó sanh tí kê. Niết bàn nó sanh tí kê do hai từ niết bàn nó và sanh tí kê. Niết bàn nó đó là một danh từ trung tính. A kran tán đá phung sa ka linh ga. Trung tính bởi vì niết bàn thì không dành riêng cho người nam, không dành riêng cho người nữ. Cho nên nam nữ đều có thể chứng đạt, đều có thể đến Niết Bàn được. Cho nên nó là một danh từ trung tính. Rồi, sanh tỷ kê do cái từ sanh tỷ cá. Sanh tỷ cá nó cũng là một danh từ trung tính. Akrantanapum sakalinga. Sanh tỷ cá, gần. Sự gần gũi này không riêng nam, không riêng nữ. Cho nên nó cũng là một danh từ trung tính. Vậy thì Niết Bàn sanh tí kê, ở gần Niết Bàn. Niết Bàn sanh tí kê là ở gần Niết Bàn.
Vậy thì câu số 4 này, sa quê nếp ba na san ti kè, người ấy quả nhiên rằng niết bàn, người ấy quả nhiên ở gần niết bàn. Câu Phật ngôn 372. Không có thiền đối với người không có trí tuệ, không có trí tuệ đối với người không tham thiền. Ở người nào có thiền và có trí tuệ, người ấy quả nhiên là ở gần niết bàn. À, xin lặp lại. Không có thiền đối với người không có trí tuệ, không có trí tuệ đối với người không tham thiền. Ở người nào có thiền và có trí tuệ, người ấy quả nhiên là ở gần niết bàn. Đó là ý nghĩa câu Phật ngôn 372. Hồi nãy có vị nào khen à, câu Phật ngôn này hay ha. À, khen hay thì phải ráng học thuộc lòng ha. Bởi vì khi mà chúng ta tâm đắc với một cái lời nói nào đó, chúng ta ghi tạc thì chúng ta phải hành trì theo ha. Có vị khen hay mà không biết là khen vậy rồi có học không, hay là khen rồi cái để đó đi chơi chỗ khác. À, ngài Hòa thượng Giới Đức Đạo Phổ thơ Lục Bát thế này: không trí tuệ không định thiền, không định thiền biết tuệ duyên chỗ nào, niết bàn giải thoát tối cao, đủ đầy định tuệ bước vào như không. Không trí tuệ không định thiền, không định thiền biết tuệ duyên chỗ nào, niết bàn giải thoát tối cao, đủ đầy định tuệ bước vào như không. Rồi ngài Hòa thượng Minh Châu ngắn gọn hơn có 5 từ: không trí tuệ không thiền, không thiền không trí tuệ, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Câu này dễ ha. Không trí tuệ không thiền, không thiền không trí tuệ, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. À, trong từ vựng có chỗ nào rắc rối không, có chỗ nào quý vị thấy khó? Alo. Em ru à, rồi à, mình chào sư Quang Thanh ha. Quang Thanh mới tới sao mà mình chào hỏi thân mật thế này. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục ha, còn mấy câu nữa mới tới duyên sự à, còn mấy câu nữa mới tới cái duyên sự. Cho nên bây giờ chúng ta hiểu như thế nào mà không trí tuệ không thiền, rồi không thiền không trí tuệ, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Alo. À, thiền là gì? À, thiền là một việc làm của tâm. Mà việc làm của tâm thì phải sử dụng cái gì? Trí tuệ. Trí tuệ có bao nhiêu loại trí? Trí văn, trí tư, trí tu. Vậy thì khi chúng ta bước chân vào chùa, đến chùa thì phải lễ Phật trọng tăng ha. Khi chúng ta bước chân vào chùa thì cái bài kinh mà chúng ta đọc đầu tiên, hoặc là chúng ta không thuộc đi à, nhưng chúng ta cũng phải hướng về Đức Phật đảnh lễ. À, vô chùa lễ Phật đó là chuyện thường tình, bởi vì đời máu lệ tràn đầy trên khóe mắt, thiên ngàn đau thương xin đổ hết về chùa ha. Mình buồn rầu sầu khổ, mình đến chùa mình lễ Phật, mình cảm thấy con người. Nhưng mà khi chúng ta lễ Phật, quý vị lễ Phật như thế nào? Bởi vì chúng ta có sử dụng thiền hay không, chỉ cha năng chúng ta có áp dụng hay không.
Bởi vì thiền là một việc làm của tâm. Khi chúng ta hướng về Đức Phật, chúng ta đảnh lễ thì biết, chúng ta dùng trí tuệ để biết đây là ông Phật nào. Đây là ông Phật nào. Thường thường người ta thờ tam thế Phật, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Nhưng mà bây giờ chúng ta hướng về Đức Phật, chúng ta đảnh lễ, chứ chúng ta phải biết ông Phật này có ân đức như thế nào, có tên tuổi như thế nào, chứ không phải là một cái hình tượng xi măng, hoặc là bằng vàng, hoặc là bằng đất, chúng ta quỳ lại không có lợi ích. Mà chúng ta lại, chúng ta phải biết ông đó là ông nào, cái đối tượng để tâm mình hướng đến, mà mình có niềm tin mình hướng đến một vị Phật. Nhưng mà phải biết đây là ông Phật nào. Nam mô, cái sự thành kính, cái nét thành tôn trọng chữ Nam mô Nam, đó là một cái danh động từ Nam mô, mình hướng về, chắp tay hướng về Phagavato, Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn có nhiều, có cái hồng danh cho rằng Đức Thế Tôn ngài đã thông suốt lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết. Tức là ngài đã thấy được bốn sự thật khổ tập diệt đạo, chính thấy được khổ tập diệt đạo, khổ nguyên nhân của khổ, thực hành để đi đến sự an vui. Và ngài nắm chắc trong tay rồi, cho nên ngài đem cái sự thật này để giáo hóa chúng sanh, khai thị cho chúng sanh cùng biết bốn cái sự thật này. Thì ngài là một người mà có như chúng ta cảm thấy rằng khi mà hướng về ngài, chúng ta hiểu được cái ân đức như vậy. Rồi Nam mô Bhagavato. Rồi sao nữa? Tassa. Tassa là chính cái vị đó. Chữ Tassa này là một chỉ định cách hay là định sơ cách, bởi vì có hai cái cách chia. Chữ Tassa này trong Chatutthi Vipatti Ekavacana và Chatti Sở Hữu Cách, nó cũng là Tassa. Thì với hai cách chia, cách chia Sở Hữu Cách cũng đúng, có nghĩa là đức thế của vị Thế Tôn đó. Đời sao bây giờ chúng ta để lễ Đức Phật, Đức Thế Tôn, chỉ Tassa chính cái vị đó, của chính vị đó, Arahato, xứng đáng cúng dường. Bởi vì Arahan có nghĩa là ứng cúng, mà Arahato thì có bốn cái chi pháp là bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh ái dục, không làm tội lỗi nơi khuất lấp, rồi bậc xứng đáng cúng dường. Thì chữ xứng đáng cúng dường này được gọi là ứng cúng. Đức Thế Tôn vì đó xứng đáng cúng dường. Mà xứng đáng cúng dường do cái gì? Samma Sambuddhassa. Vì này do trí tư, tức là trong trí tuệ này, do trí tư mà ngài tự mình ngộ lấy, không thầy chỉ dạy. Chỉ có vị toàn giác, chỉ có vị độc giác là những vị có trí tuệ. Nhưng mà cái trí của ngài ở đây thuộc về trí tư, chứ không phải trí văn và trí tu. Chỉ có đức toàn giác và độc giác mới có trí tư, có nghĩa là tự ngài ngộ lấy, không thầy chỉ dạy. Vậy thì đối với cái câu số 1 này, không trí tuệ không thiền, tức là chúng ta thấy trí tuệ và thiền nó đi đôi với nhau, người mà không thiền thì không trí tuệ, hoặc là không trí tuệ thì không thiền.
Bởi vì hai vấn đề này phải dính liền nhau. Và câu thứ ba để giải quyết vấn đề đó: người có thiền có tuệ. Bởi vì khi mà chúng ta hướng tâm về một đề mục gì, chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát tâm và tứ ha, để rồi chúng ta an định, tức là an trú vào đó, chú tâm vào đó, để rồi chúng ta hoan hỷ. Hoan hỷ để làm gì? Bởi vì an và định nó hỗ trợ cho chúng ta. Khi mình nhìn vào câu Phật ngôn này, chúng ta đã quan sát, chúng ta đã ghi nhận, chúng ta đã sử dụng cái trí tuệ của chúng ta để hướng về cái đề mục. Cho nên câu số 3, người có thiền có tuệ, tức là khi mà một việc làm của tâm hướng về một đề mục nào thì chúng ta gắn chặt vào đề mục đó. Khi nãy chữ banh nha là trí tuệ, nhưng mà có vị thì đọc banh na, chữ banh nha, rồi chữ, ví dụ như câu này có tất cả là ba chữ, chữ Abhanyasa là một, Abhanyanathi là hai, Abhanyaca là ba. Nhưng mà những cái chữ Abhanya phía sau quý vị đọc đúng, mà Abhanyasa thì quý vị đọc bị phân tâm. Mà khi phân tâm này thì gọi là không phải là thiền. Quý vị đọc đúng, một việc làm của tâm mà khi quý vị hướng đến những cái từ này, hướng về câu Phật ngôn 372 đọc đúng, thì quý vị đã có thiền và có tuệ. Và đến gần Niết Bàn để làm gì? Chúng ta đến gần với đạo tràng này, chúng ta đến với chính mình để biết rằng mình đọc đúng hay là sai. Nhất định ở đây tức là chúng ta phải coi lại cái việc làm của mình. Và khi mình đọc đúng thì chắc chắn rằng nhất định gần Niết Bàn. Nhưng mà ở đây chắc chắn rằng nhất định quý vị sẽ được an vui. Thiền là một cái sự an lạc, Niết Bàn là một sự tịch lặng, một sự vắng lặng. Cái câu suốt Niết Bàn năng xuất khăn, tức là Niết Bàn là một sự an lạc. Khi mà quý vị đọc mà đúng á, hướng tâm về tâm của mình, hướng về những cái chữ này, những cái câu kinh này, mà quý vị đọc đúng, chắc chắn là sự an lạc sẽ đến với quý vị. Mà sự an lạc nhất định gần Niết Bàn. Nhưng mà ở đây á, Niết Bàn ở đây tức là Ditta Dhamma Sukha Viharana, hiện tại lạc trú. Khi mà quý vị đọc đúng, để tâm hướng về câu Phật ngôn này, đọc đúng, thì quý vị đã hướng được Niết Bàn ở bây giờ, và là hiện tại lạc trú. Tâm của quý vị nhẹ nhàng, quan hỷ. Còn quý vị mà đọc sai, bực lắm, bực lắm. Có người nói rằng, ô tôi là Phật giáo Nam truyền Bali, tôi đọc hay lắm, nhưng mà rồi khi đọc lên chất quốc thì người ta họ sẽ nghĩ, ô chẳng qua là hình thức. Còn ngược lại, mình không có khoe khoang, đụng đâu sau đó, tức là cái tài ứng biến của mình thích nghi với hoàn cảnh, thích nghi với cái môi trường. Để rồi khi đến một hội chúng nào đó, người ta coi như thiếu vắng cha ha, thiếu vắng người hướng dẫn, nhất là thọ trì tam quy ngũ giới. Cái điều bắt buộc khi chúng ta đã tạo một phước sự nào, thì cái quan trọng chúng ta phải trong sạch, giới phải trong sạch, rồi bổ thí rồi trì giới, rồi tham thiền chúng ta phải có.
bố thí trì giới tham thiền, đó là trách nhiệm của một người cư sĩ. Bởi vì khi đến chùa, chúng ta có những lễ phẩm, những lễ vật để cúng dường tam bảo, giống như bông hoa, trái cây hoặc là vật thực. Mà trong tam bảo đó thì có Phật Pháp Tăng, Duy Tăng sẽ đại diện. Thì chính bản thân của chúng ta bố thí xong, chúng ta phải trì giới. Trì giới ha, tức là thọ trì tam quy ngũ giới. Nhưng mà cái hội chúng đó thiếu người hướng dẫn thì sao? Chúng ta cũng nên tắc bạch thuộc ca sám dần phật tề ha. Bởi vì sao? Có thọ trì tam quy ngũ giới thì trong những cái giây phút đó chúng ta có giới, nó bảo vệ, nó che chở cho chúng ta. Dù tử thần có đến đi nữa, chúng ta cũng ra đi trong sự an trú của giới, tức là giới sao một trì cho chúng ta. Và chúng ta có nhắm mắt tắt hơi nữa thì bảo đảm sẽ đi lên chứ không có đi xuống. Bởi vì khi mà chúng ta bố thí, chúng ta trì giới như vậy thì chúng ta cũng đã có thiền trong đó. Bởi vì việc làm của tâm, việc làm của tâm trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, nhất là vấn đề vô thí, tâm của chúng ta cũng hoan hỷ tỏa thích trong thiện sự. Rồi chúng ta có một cái áo giáp an toàn, đó là giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh trong các dục, không nói dối, không uống rượu. Trong thời gian mà chúng ta thực hành thiện pháp đó thì giới của chúng ta rất là trong sạch. Điển hình, khi quý vị vào đạo tràng này để bái tam bảo, thọ trì quy giới, và trong suốt thời gian sinh hoạt thế này, quý vị là những người có giới. Quý vị trong khoảng thời gian này, nếu tử thần có đến, quý vị cũng rất là nhẹ nhàng, cũng rất là nhẹ nhàng. Giống như sư su kha ha, dầu chó sủa nhưng mà cũng không có làm cho sư su kha coi như phân tâm, tức là vẫn hoàn thành trách nhiệm khi mà đọc cái câu Phật ngôn 372, không có run, không có phân tâm như những lần trước đọc la ha, hoặc là đóng cửa phòng cho sủa mặt cho họ. Người lữ hành vẫn đi bình thường, không có quan tâm, bởi vì đó là cái chuyện của nó. Còn mình đọc qua là mình cứ đọc, không bị quan tâm, đó là một điều tuyệt vời. Cho nên câu Phật ngôn này, khi nãy chắc lên có vị nó, ô, câu này hay quá, câu này tâm đắc quá. Thôi thì bây giờ xin mời Sít Hà, alo, có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn 372? Sikha 0420 có chút máy không? Rồi, có ý kiến thế nào và cho rằng câu Phật ngôn này hay? Xin mời. Dạ, Nam Mô Bích Thái Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con kể Ngài Trí Đức, con kính năng lợi Trí Tâm Đức Tâm Ni và con kính chào Đại Tràng. Dạ, thưa Ngài, Ngài nói hết rồi, con đâu có, con không biết nói gì ạ. Dạ, dạ, tại vì con thấy cái bài kệ này nói về tất cả các Phật tử mà muốn đạt đến đạo quả Niết Bàn thì tham thiền thì sẽ có trí tuệ và sẽ đạt đến cái thành tựu mà mình muốn, thì con thấy nó hay, thì con thấy nói là hay. Thì theo con hiểu thì khi thiền thì phải có trí tuệ, là có nghĩa sẽ sự hiểu biết. Thì sư cũng có dạy, Ngài có dạy là trí văn, trí tu, tứ tư, thì ba cái đó là cái trí, thì phải có những thứ đó thì mình mới có thể hành thiền được, mình biết. Thì con thấy cái bài kinh này nó hay ở chỗ đó. Người không có trí tuệ sẽ không bao giờ hiểu hoặc là biết đến cái pháp và hành thiền. Thì người có trí tuệ thì
biết hiểu và hành đúng thì sẽ đạt đến con cú cánh cao cả nhất là Niết Bàn. Thì con thấy nó hay. Dạ, con chỉ có nhiêu đó thôi, con xin chào mít cho ngài. Alo, 123, 123. Thích Hà nói như vậy thì chắc lần sau ha, duyên sự xong, nghĩa là từ ngữ rồi xong á, không nói lên cái duyên sự, bởi vì duyên sự mấy câu Phật ngôn nó mới tới duyên sự. Và sau khi phân tích từ vựng xong, im lặng, rồi mời Thích Hà lên. Thích Hà nói hết rồi còn gì nói ha. Cái này là không được ăn gian ha. Ở đây cái câu Phật ngôn này chúng ta phải hiểu, Đức Bồ Tát khi tu tập, ngày tu tập về cái hạnh gì? Có ba cái hạnh để chứng đạt Phật quả mà toàn giác á. Một là đức tin, hai tinh tấn, ba trí tuệ. Thì trong cái trí tuệ để mà đạt đến cái sự thành tựu Phật quả, Đức Bồ Tát của chúng ta đã sử dụng 16 a tăng kỳ ha. Nên là trong bất định Bồ Tát, tức là phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời. Trong cái thời gian tu tập, phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời, ngài sử dụng cái hạnh trí tuệ ha. Rồi bốn a tăng kỳ sau gọi là xác định Bồ Tát, khi mà được Đức Phật Đi Văn Ca ra thọ ký cho biết rằng cùng bốn a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp và rút ngắn lại trong 28 vị chánh biến tri. Bốn a tăng kỳ phải gặp được 28 vị chánh biến tri, 27 vị thọ ký thì mới thành tựu Phật quả toàn giác ha. Thì bây giờ nát thi cha năng apanyasa, không trí tuệ, không thiền. Nhưng mà đối với những vị Phật mà tinh tấn á, thì họ không phải là apanyasa mà áo viriyasa, tức là không tinh tấn, không thiền. Hoặc là những vị Phật mà và được đức tin á, thì Natthicha năng asatthasa, tức là không có cái đức tin thì không thiền. Chúng ta phải hiểu cái vị toàn giác thì như Đức Phật chúng ta thì ngài sử dụng trí tuệ, cho nên ngài nhấn mạnh cái kiếp sống của chúng ta rất là ngắn ngủi, chỉ trong vòng 100 năm ha, thời kỳ của Đức Phật chỉ trong vòng 100 năm. Nhưng mà những cái vị đức tin, những cái vị tinh tấn có thể là 20 muôn năm, 20 muôn năm. Và có khi các ngài để lại giáo pháp, có khi các ngài coi như là không để lại giáo pháp, bởi vì một cái tuổi thọ dài như vậy tế độ chúng sanh do đức tin, do tinh tấn và hết giáo pháp xong ngài thị tịch đi, viên tịch đi thì giáo pháp không còn nữa. Nhưng mà đối với Đức Phật Gautama của chúng ta 100 năm, 100 năm thì thời gian ngắn ngủi quá, phải sử dụng trí. Nếu mà không sử dụng trí tuệ thì sự tu tập của chúng ta sẽ không có kết quả. Nói vậy quý vị hiểu là khi chúng ta hướng về Đức Phật thì phải biết Đức Phật nào, Đức Thế Tôn đó, chính cái ông đó, ngài là một vị toàn giác, nhưng mà cái hành của ngài là đức tin, tinh tấn hay là trí tuệ. Cái chỗ này quý vị có thắc mắc gì không? Mời Huynh Giang Nhật Hà đi. Huynh Giang Nhật Hà có thể
cho biết chỗ này. Cho biết chỗ này. Tức là khi chúng ta đến lễ ông Phật này thì chúng ta phải biết ông Phật đó sử dụng đức tin, tinh tấn hay là trí tuệ. Mà nếu mà sử dụng trí tuệ thì chúng ta phải tu mau, kẻo trẻ người ơi, trần gian sụp đổ đến nơi đây rồi. Alo, Quyên Giang Nhật Hà có chiếc máy không? Xin được nghe ý kiến của Quyên Giang Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ, con xin đảnh lễ sư. Dạ, con không có ý kiến sư ơi, con chỉ nhớ cái câu Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, thì Bhagavato là Đức Thế Tôn, là cái vị đó, là cái vị mà cái mình đang đứng mình đảnh lễ, là cái vị trước mặt với mình. Thì nếu mà trong chánh điện thì cái mình đang đứng trước cái tượng đó thì là mình Đức là bậc Arahant cao thượng, đó là cái vị đối diện với mình đó. Chứ còn con không có rành thêm. Nhưng mà con cũng có một cái câu hỏi nhỏ đó, con không biết là trong cái kinh Tạng đó, có chỗ nào nói về là Đức Phật Gotama đó sư, là tu mà 16 A Tăng Kỳ thì cái vòng hào quang đó, thì nó sáng ở cái phần đầu, rồi còn Đức Phật Di Lặc thì tu lâu hơn. Cái thời gian lâu hơn thì mai mốt sẽ có cái hào quang sáng toàn thân. Con có nghe cái chỗ đó mà con không biết, có con thắc mắc vậy thôi, con không biết là có chỗ nào nói như vậy không. Nếu mà sư biết thì sư có thể giảng rộng giùm cho con. Dạ, con xin cảm ơn sư ạ. Alo, 123 123. Nước sông, nước hồ, nước ao, nước rạch, khi mà nhân chảy ra biển cả đều có hương vị mặn giống nhau. Chư Phật toàn giác cũng giống nhau. Nhưng mà trên cái hành tu của các ngài, Đức Phật Di Lặc không phải là hành trí tuệ. Thời gian tu tập của ngài nó kéo dài hơn Đức Phật Gotama. Đức Phật Gotama là một cái vị sử dụng trí tuệ, cho nên cái thời gian chứng đắc Phật quả nhanh hơn. Bên kia có thể là khi mà được thọ ký 8 A Tăng Kỳ hoặc là 16 A Tăng Kỳ, tùy theo đức tin hay là tinh tấn. Thì một cái vị toàn giác khi mà bước chân ra khỏi hoàng cung có thể nhanh là 7 ngày, mà chậm lắm phải là 7 năm. Đức Bồ Tát Gotama của chúng ta thì 6 năm. Có vị vừa bước chân ra hoàng cung đi tu thì 7 ngày đã chứng đắc Phật quả. Thì cái này do hạnh nguyện của mỗi vị, do hạnh nguyện, do ba la mật của quý vị đó. Cho nên chúng ta nói về Phật bất thì bất khả tư nghị. Và trong 30 cái thông tục của chư Phật, quý vị nghiên cứu thấy rằng chúng ta không thể nghĩ bàn. Khi nghĩ bàn về các vị này, nếu mà chúng ta so sánh thì cái đầu của chúng ta sẽ nổ tung. Cho nên hiểu rằng vị đức tin thì thời gian bao lâu, vị mà tinh tấn thì thời gian bao lâu. Có thể rằng coi như khi mà được thọ ký là 8 A Tăng Kỳ hoặc là 16 A Tăng Kỳ, tùy theo cái hành nguyện của vị đó. Vị đó thích về niềm tin, vị đó thích về tinh tấn, thì vị đó thực hành theo. Còn đối với Đức Phật Gotama của chúng ta, cái nguyên nhân để trở thành một vị Bồ Tát là khi mà đi trên một cái thương thuyền bị chìm, bị sóng to gió lớn, bị chìm giữa biển khơi, thì Đức Bồ Tát hồi đó là một thương nhân mới cõng mẹ của mình
bơi suốt 7 ngày 7 đêm ở trên biển cả, à, với một cái sự tinh tấn, với một cái là tâm lòng hiếu đảo như vậy, cõng mẹ bơi suốt 7 ngày 7 đêm. Rồi cái vị chư thiên mà trấn giữ cái hải phận đó, à, Bồ Tát đi hội họp và đến cái ngày thứ 7 đó mới về. Và về thì thấy người thương nhân này, anh chàng thanh niên này cũng ngất ngư con tàu rồi, mới cứu hai mẹ con đưa lên đất liền. Và khi đưa lên đất liền thì khi mà người thanh niên này tỉnh lại rồi thì vị chư thiên đó mới cảm động trước sự hiếu hạnh của anh chàng thanh niên và khuyên anh chàng thanh niên đó hãy phát nguyện là một vị Bồ Tát để sau này trở thành một vị Phật để tế độ chúng sanh, đưa ngoài sông bể khổ, giống như đang cõng mẹ của mình ở trên vai lội trong suốt 7 ngày 7 đêm. Thì người thanh niên đó cảm động trước cái ân đức mà vị chư thiên đã cứu mình và khích lệ sắc tấn mình, cho nên người thanh niên đó đã chấp nhận và nguyện trở thành một vị Bồ Tát. Đó là cái nguyên nhân để rồi muốn rút ngắn đoạn đường sanh tử luân hồi. Vị Bồ Tát này thực hành về cái hạnh trí tuệ. Thì như vậy, để cho chúng ta thấy rằng với cái hạnh trí tuệ thì Ngài tu trong 20 A Tăng Kỳ, tức là 16 A Tăng Kỳ, trong đó gọi là bất định, phát nguyện trong tâm mà. Rồi khi mà nó thuần tục rồi mới phát nguyện ra lời, tất cả là 16 A Tăng Kỳ. Nhưng mà dầu có phát nguyện ra lời nữa mà không có ai thọ ký thì cũng trao quốc à. Cho nên khi mà 16 A Tăng Kỳ mà cái công lực thâm hậu rồi á, là cảm thấy rằng coi như tương đối chín mùi, thì cái đó Đức Phật đi vần trà ra, Ngài mới thọ ký. Mà thọ ký qua cái hành bố thí tuyệt vời của Đức Bồ Tát Xu Mê Tha, Bồ Tát Xu Mê Tha, tức là coi như tiền thân của Đức Phật chúng ta. Một hình thức bố thí là nằm ở trên sình á, để dâng hiến cái thân này làm chiếc cầu để cho Đức Phật bước qua cái vũng sình đó. Và khi thấy một cái hành nguyện cao cả như vậy thì Đức Phật đi bằng cà rã bước quán coi chúng sanh này với cái hành bố thí cái thân xác như thế này lý do thế nào. Và khi quán thấy rằng đây là một chủng tử Phật trong tương lai, và thấy rằng đã chín mùi rồi, cho nên Ngài mới chú nguyện thọ khí y chỉ tăng ba thiện tăng tôn hằng thiết Phật đều và sẽ mình chẳng tu. Có nghĩa là ngươi ước nguyện như thế nào sẽ được thành tựu như thế đó. 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp tại thành Ca Tỳ La Vệ, đó là cái địa điểm ha. Cha của ngươi tên là Xuất Thô Đà Na, mẹ của ngươi là Hoàng hậu Mây Gia, ngươi có cái tên là Siddhartha. Rồi như vậy thì chúng ta thấy rằng một sự xác định rõ ràng vị trí cha mẹ dòng dõi, thì như vậy mình mới yên tâm chứ. Bây giờ mình tu nhắm mắt đôi chân, tu tới đâu hay tới đó, ai làm sao thì tôi cũng làm vậy ha. Cho nên không làm theo người ta, không có theo khuynh hướng của người ta, họ nói mình là lạc hậu, là hú lậu, là hái lúa. Cho nên ai sao tôi vậy, mà ai sao tôi vậy, tôi nghe là nhắm mắt đưa chân, mình không kiểm soát được chính mình. Mà không kiểm soát được chính mình thì đối với câu Phật ngôn này thế nào? Câu Phật ngôn này nói lên cái vấn đề không trí tuệ không thiền. Đúng vậy, ai sợ tư vậy? Rồi không thiền không trí tuệ cũng đúng vậy. Cái xu hướng bây giờ
chùa to Phật lớn, mình đi mấy chùa nhỏ người ta khi dễ rồi, cũng ráng đi. À, mồ hôi nước mắt đảo đi của cải tài sản để muốn hòa đồng người ta, mà hòa đồng người ta thì phải hào phải tôn. Người ta dùng cái từ đông vui hào. À, chính đông vui hào, nhưng mà mình không nhào vô với người ta, người ta khi dễ cả. À, thì ở đây phân ngược lại, người có thiền có tuệ, tức là mình quay lại với chính mình, mình quay lại với chính mình để thấy rằng cái việc làm của tâm nó có đúng hay là sai. Mình có nhàm chán, mình có lý tham, à, thì mình mới tu tập được chứ, mình mới gần được niết bàn chứ. Bây giờ người ta gào vào theo trào lưu, theo khuynh hướng như vậy, thì mình nhào vô là mình đang đọa. À, cho nên phải quay lại với chính mình, mà quay lại với chính mình hướng tâm vào thiện pháp, để rồi mình an trú trong pháp thì chắc chắn là nhất định gần niết bàn. Mà niết bàn đó là ở đâu? Niết bàn hiện thế, tức là trong cuộc sống của mình, mình cảm thấy an vui, đó là niết bàn rồi. À, thiện sự mà mình đã tạo, mình cảm thấy hoan hỷ thì đó là niết bàn tại thế, chứ không phải nó chờ sau khi chết. Chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì Đức Phật và thánh chúng rước về niết bàn cực lạc. À, nghĩ như vậy thì không được nghe. Mà mình còn hơi thở, mình biết an vui hay đau khổ, à, địa ngục và niết bàn nó ở chính trong giây phút chúng ta thở mà thôi. Alo, thời chắc ngủ hết trơn rồi. Thời xin chư thiền cũng hoan hỷ ha. À, với câu Phật ngôn này, chúng ta phải tự mình chiến thắng lấy chính mình. À, buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây cũng vừa phải lẽ. Với câu Phật ngôn 372, Sikha nó hay quá, tâm đắc ha. Ráng học thuộc lòng ha. Học thuộc lòng rồi thực hành theo sẽ thấy niết bàn nó hiện ra trước mắt của chúng ta. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để độ thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giá hạnh bố thí và tâm thiền, xin hoa lực vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ cùng Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cha quá chê na sô thị vô hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này, cái nhân quả phước đến chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.